Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Cộng hòa Pháp. Sáng ngày 6 tháng 5, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp, Sébastien Lecornu, đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đánh giá cao, Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp đã nhận lời mời dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, chuyến thăm của Bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, khẳng định nỗ lực của hai bên cùng nhau gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai cho thấy Việt Nam là một hình mẫu về hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh, biến thù thành bạn, chuyển đối đầu thành đối thoại chia sẻ các yếu tố nền tảng, đường lối phát triển cơ bản của đất nước, các chính sách về đối ngoại, kinh tế, quốc phòng, trong đó có chính sách quốc phòng 40, thủ tướng nhấn mạnh, trải qua nhiều đau thương, hy sinh mất mát từ nhiều cuộc chiến tranh, sự chia cắt, bao vây, cấm vận của thế kỷ trước, Việt Nam rất yêu hòa bình, trân trọng sự quý giá của hòa bình, hợp tác và phát triển. Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Pháp năm 2021, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp và gần đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm vào tháng 10 năm 2023, đề nghị Ngài Bộ trưởng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam, đồng thời Thủ tướng mong muốn sớm được đón Thủ tướng Pháp Gabriel Attal sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Le Cognou vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam Pháp sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2014-2024 ngày càng phát triển tốt đẹp trên cơ sở mối lương duyên và những gắn kết trong nhiều lĩnh vực từ lịch sử, văn hóa, kiến trúc, con người đến hợp tác về chính trị, kinh tế, giáo dục, quốc phòng an ninh, phòng chống COVID-19. Khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Thủ tướng cho biết, Pháp là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ quốc phòng với Việt Nam từ năm 1991, đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua và kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong chuyến thăm lần này. Để tăng cường hơn nữa, đưa quan hệ Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, chuẩn bị thật tốt cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Pháp Macron, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương người đứng đầu chính phủ Việt Nam đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, hai nền văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án metro nhổn, ga Hà Nội và các dự án đường sắt, hợp tác khai thác biển và đại dương bền vững, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, tham gia giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân. Thủ tướng đề nghị phía Pháp ủng hộ, thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVPA và EC sớm gỡ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong chống đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không theo quy định IUU trong lĩnh vực quốc phòng thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã có và thiết lập các cơ chế hợp tác mới nhất là trong trao đổi thông tin kinh nghiệm đào tạo nhân lực triển lãm quốc phòng gìn giữ hòa bình khắc phục hậu quả chiến tranh ra phá bom mìn tìm kiếm người mất tích đặc biệt đề nghị phía pháp tăng cường hợp tác để bảo tồn tồn tạo và phát huy giá trị di tích chiến trường điện biên phủ nhất là trong chia sẻ các tài liệu lưu trữ về di tích này Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Điện Biên Phủ lần đầu tiên của một bộ trưởng quân đội Pháp. Tiếp theo các chuyến thăm Điện Biên Phủ của Tổng thống François Mitterrand năm 1993 và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe năm 2018. Bộ trưởng Sébastien Lê Cognu nhấn mạnh phía Pháp coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá rất cao tinh thần độc lập, tự chủ của Việt Nam. Bộ trưởng nêu bật tầm quan trọng của hợp tác chia sẻ ký ức lịch sử, khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước cảm ơn Việt Nam đã tích cực hợp tác, hỗ trợ hồi hương hài cốt binh lính Pháp trong chiến tranh tại Việt Nam, khẳng định hai bên hoàn toàn có thể đạt được tương lai hợp tác tốt đẹp hơn nữa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế. Bộ trưởng cho biết, một trong những mục tiêu của chuyến công tác tới Việt Nam lần này là góp phần chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Pháp Macron. Ngài Tổng thống rất mong muốn được tới thăm Việt Nam để thúc đẩy thực chất quan hệ hai nước. Chia sẻ nhất trí cao với các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, Bộ trưởng Sebastian Le cho biết sẽ trao đổi lại với các cơ quan chức năng của Pháp để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong đó, về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UN Clause năm 1982, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, hướng tới bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC hiệu quả, thực chất.